chạy qua bên mày mày. Đó, mọi người có thấy là từng đoàn người bắt đầu đổ về chợ Bà Rịa nha mọi người. Mình đứng đây khoảng 30 phút thôi nhưng mà đã có sự thay đổi rõ rệt về số lượng khách hàng tới chợ Bà Rịa này rồi. Cực kỳ đông luôn. Đó. Ai cũng có tới đây cũng mong làm sao. Cũng về trên tay là những cái thùng hoặc là những cái bịch như thế này các bạn này. Đây bên đây nữa. Đây ai cũng có một cái thùng này mang về làm quà cho gia đình cũng như là để gia đình thưởng thức trong cái tuần tiếp theo. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chợ Việt TV. Mình đang có mặt ở Bà Rịa và địa điểm chính xác đó chính là chợ Bà Rịa các bạn ạ. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 thì là một trong những ngày cuối cùng của cái dịp nghỉ lễ đợt này và được coi là ngày trở về. Thì hôm nay mình đang có mặt ở chợ Bà Rịa để cùng với cô chú anh chị và các bạn xem những cái hình ảnh nhộn nhịp của bà con tiểu thương ở đây cùng với những khách du lịch, khách vãng lai đi du lịch ở thành phố Vũng Tàu về, đi tắm biển ở Vũng Tàu về. Rồi hiện giờ thì những cái sạp hàng tại chợ Bà Rịa cực kỳ đông nha mọi người nhé. Mặc dù bây giờ là khoảng tầm mới có 12 giờ 30 phút trưa thôi đó, thì chiều nay mới là gọi là bắt đầu trở về nha mọi người. Chiều nay với có những cái hình ảnh từng đoàn xe từ những cái khu du lịch, từ những cái thành phố biển trở về. Ê hả, hôm nay là ngày trở về mà ế gì? Vậy hả? Bán gãy tay luôn hả? Đâu, chiều nay chị yên tâm đi, chiều nay sáng mai mới đông. Tại vì giờ đang còn nắng, người ta làm biến về nè, đang còn nghỉ ngơi ngoài đó một tí. Chiều nay. Dạ? Em quay đây 1 lần 2 lần rồi mà. Giờ tí nữa em chạy ra ngoài. Dạ, tí nó chạy ra Vũng Tàu. Trời ơi, giờ mới 12 giờ rưỡi chưa, đông vậy là ngon lắm rồi đó. Đó. Thì chị yên tâm đi, khoảng 4 giờ chiều nay là đông á. Ai cũng đón ngày nay để chờ về sớm mà. Chờ về sớm để ngày mai nghỉ ngơi nữa, nhưng mà sẽ kẹt xe tiếp. Rồi chúc chị mua may bán đất. Rồi mọi người thấy ở đây đoàn khách du lịch đã bắt đầu có chiều hướng đi trở về những thành phố lớn. Ở đây rất là nhiều bà con đang mới đi du lịch về. Nè, quay đang bớt hả? Dạ, hôm bữa em quay anh rồi mà. Có chưa? Đó rồi, bữa em quay đây lần rồi. Phỏng vấn anh luôn. Chào Bà Rịa. Nắng quá. Ok. Đây các cửa hàng bán
thủy hải sản đồ khô ở đây đang có dịp để kiếm thêm thu nhập trong những cái ngày này, ngày cuối cùng, những cái ngày cuối cùng của cái kỳ nghỉ lễ này nha mọi người. Đó, các khách du lịch, nhiều bà con ở mọi nơi đang đổ dồn về chợ Bà Rịa. Dạ, con kênh chợ Việt TV, bữa con quay cô rồi. Dạ. Đó, các bạn thấy không, nhiều cái, rất là nhiều cái gian hàng được trang trí rất là đẹp mắt để đón những cái đoàn du khách cho cái ngày trở về. Ngày trở về những cái thành phố bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai là ngày cuối cùng. Thì ngày hôm nay là hình như là mình đoán tâm lý của các du khách là bắt đầu hôm nay ai có tâm lý để trở về thì ngày mai ngày nghỉ ngơi rồi mọi người ạ. Nên hôm nay những cái khu chợ đón đầu như thế này nè, khu chợ Bà Rịa nè. Chợ Bà Rịa thông thường là ngày, chợ Bà Rịa thông thường á các bạn, là những cái ngày người ta đi về người ta mới ghé nhiều. Đó, khúc đi á thì người ta mua một phở ít gì đó ta đi ăn thôi. Còn ngày về thì ngày mới là ngày đông nhất của chợ Bà Rịa. Bán được không chú? Lại ra chiều nay là ngon ha. Thôi, còn đâu? Không, con không ăn đâu. Mọi người thấy các cô chú anh chị tiểu thương ở chợ Bà Rịa rất là vui vẻ nhiệt tình nha mọi người nha. Đó. Rất là nhiều cái sản phẩm được bày bán ở đây, được sắp xếp một cách gọn gàng và đẹp mắt. Để chiều nay từng đoàn du khách sẽ ghé vào đây tham quan và mua sắm tại chợ Bà Rịa này. Đó, mọi người thấy không? Những cái gian hàng cực kỳ đẹp mắt luôn, rất là bắt mắt luôn. À, em đang quảng cáo giúp chị mà. Dạ. Đó. Rất là đông vui. Mà mình thực sự là mình rất là thích các cái tính cách của các tiểu thương ở chợ Bà Rịa nha mọi người. Đó, chắc là do người ta buôn bán với du khách rất là ở đây nhiều năm rồi. Nên thực sự là các tiểu thương ở đây cái phong thái phục vụ rất là vui vẻ. Còn tùy mỗi người có những sự lựa chọn, nhưng mình thực sự là mình đi Vũng Tàu bây giờ mình cũng thích ghé chợ Bà Rịa. Có một cái gì đó rất là vui vẻ. Bán được không cô? Tôm cá khô. Con mới khen chợ Bà Rịa. Dạ không. Ok, đường này kẹt rồi, mình đi qua bên đây. Quá đông luôn các bạn. Mặc dù bây giờ mới 12 giờ trưa thôi mọi người, 12 rưỡi trưa. Đó, nhưng mà đã có không khí gì đó của cái ngày trở về. Cái ngày mà để bà con, để mọi người đi du lịch ở khắp nơi về thành phố để chuẩn bị những cái cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Và một trong những cái địa điểm mà bà con thường lui tới nhiều nhất đó chính là chợ Bà Rịa nha các bạn. Tôm cua cá ghẹ rất là nhiều luôn. Nắng quá trời, nắng chang chang. Cho con quay đây tí con nha. Đó, cá cam, cá ngừ, cá thu. Cái này là cá thu rồi cô. Cá đuối là ăn vô là đuối đúng không? Không, ăn vô sung dữ lắm. Ăn vô sung dữ lắm, tưởng là đuối chứ. Sáng giờ bán được không cô? Bán được. Đâu, chiều nay. Con nghĩ là chiều nay người ta về nhiều nè. Tại ngày mai ai cũng có tâm lý ngày mai nghỉ ngơi ngày ở nhà xong đi 4 ngày rồi mà. Dạ, bán được không cô ơi? Tôm cua, cá ghẹ, hải sản, thủy hải sản. Ok, bây giờ mình đi tiếp tục vào những cái khu vực bán thủy hải sản ở trong đây. Trời ơi, nắng quá các bạn, nên che mặt, che mũi, che mồm tùm lum tà la, nói nó hơi bị nhỏ. Ví dụ có nhỏ thì mong các bạn thông cảm nha. Đây, thì chợ Bà Rịa mình đã quay cho các bạn xem một cái video về chợ Bà Rịa rồi. Thì hôm nay quay lại đây, mong muốn làm sao gửi tới mọi người những hình ảnh bà con ở đây buôn bán với khách hàng đi chợ, nô nức đi chợ. Cảm giác nó sôi động, cực kỳ đẹp. Đây là một trong những cái món ăn vặt. Cho con quay đây tí nha chú nha. Dạ. Đó, rất là nhiều các loại món ăn vặt đây. Khi mà mọi người đi chơi biển về, thí dụ mà người có ghé ngang chợ Bà Rịa để mua thủy hải sản thì đó là một, đây là một trong những cái quầy gian hàng để chúng ta có thể nhâm nhi một cái tí gì đó chống đói đó. Rồi bắt đầu xíu và ghé bánh ca, bánh canh Long Hưng. Long Hưng, con nhầm, xin lỗi chú. Bánh canh Long Hưng. Giờ nó mới làm cái trên đây to ghê luôn á, quay lại to lắm. Đó, xong rồi xíu về ghé bánh canh Long Hưng nha. Rồi con cảm ơn chú ạ. Đây hầu. Ông anh thì cả xóm khen đây. Cả xóm khen nó mới hay chứ con.
sao mà chết được. Ông ăn trà xóm khen nè. Đó. Đó các bà tới đây mua thì cũng canh chừng nhiều nhiều lúc theo cô này cô nói là ông ăn chỉ có mình bà khen thôi. Nhưng mà ăn nhiều quá là cà xóm nó khen á. Ông ăn được, thì quan trọng là bà cho ông ăn nhiều ít thôi đúng không? Ăn ít là chịu. Đó, ăn nhiều thì cà xóm nó khen là đúng rồi. Dạ, sáng bán được không cô? Dạ. Rồi tốt quá rồi, chiều nay thì may mắn mai chiều nay còn đông nữa. Nha. Rồi chúc cô mua may bán đất nha. Đó. À mọi người thấy ông từng đoàn du khách đang kéo nhau đang ở trong ơi chào con đang ở những cái khu vực nhất định đang đổ dồn về những cái thành phố lớn bắt đầu ghé Chà Bà Rịa là trong những cái trung tâm gọi là trung tâm để người ta ghé trong những cái dịp lễ ta đi về nhà các bạn ạ. Đó sẵn đường đi về rồi xong ghé Chà Bà Rịa và đặc biệt nữa trên kia nó có một cái bánh canh Long Hương rất là nổi tiếng, thực sự là rất là nổi tiếng ở khu vực Bà Rịa này nha mọi người, ở thành phố Bà Rịa. Rồi đây là khu vực thủy hải sản, bắt đầu có sự nhộn nhịp, bắt đầu có sự sôi động ở đây rồi. Thì hôm nay mình đi hơi sớm à, nhưng mà vẫn rất là đông các du khách tới đây để chọn lựa cho gia đình mình những cái sản phẩm để qua tuần này. Để lâu thì không được, để lâu thì không được, thủy hải sản tươi sống thì cao lắm một tuần thôi mọi người. Đó, qua tuần thì có dịp tí nữa đi về mọi người liên hoan ở nhà thêm bữa nữa ngày mai đúng không ạ? Sáng giờ bán được không cô? Được, cô cứ nói được lên cho con. Làm gì phải lấy ra, bán thật nhiều vô đúng không? Em quay quay chị rồi, quay lần rồi. Con lần này con quay lần thứ hai rồi đó. Đó. Các bạn thấy không? Rất là đông vui nhộn nhịp nha. Ốc len, ốc hương, cà na rất là nhiều. Thì thực sự là ở Bà Rịa là đa dạng, rất là đa dạng phong phú về các loại thủy hải sản nha mọi người. À, có thương hiệu rồi á, nó thật sự là Chà Bà Rịa là có thương hiệu rất là lâu. Chào cô, hồi xưa con quay cô rồi, con nhớ con không? À, thì Chà Bà Rịa là một trong những cái khu vực bán thủy hải sản có thương hiệu ở Đông Nam Bộ luôn. Có chứ. Ok. Anh ở đâu ạ? Bình Phước lần hả? À, 93 hả? Em giới thiệu chị rồi, lần hai lần rồi đó. Em quay lần rồi. Ông em kênh Chào Việt TV. À đúng rồi. Thì ở đây rất là nhiều các YouTuber về đây mà. À, mọi người thấy không? Bắt đầu rồi, bắt đầu là có những cái sự sôi động náo nhiệt, từng đoàn xe đã trở về rồi mọi người ạ. Hôm nay là ngày trở về nha mọi người nhá. Hôm nay theo mình nghĩ là ngày trở về. Không, chi nã không sợ mà sợ mày ép e credit cơ mấy anh đó. Em đi em quay những cái chợ mấy ông kêu trời tao không sợ gì sợ ép e credit. Chào cô, bán được không cô? Chiều nay cô nha, chiều nay nha, chiều nay hy vọng sẽ có đông du khách tới đây để mua sắm. À, mới 12 giờ rưỡi trưa thôi đã có sự náo nhiệt rồi. Dạ thì chỗ nào đông là con, chỗ người nào người ta đang vui chơi thì có mặt con này đó. Có chứ. Dạ. Rồi ok. Thì Chà Bà Rịa đó mình đã từng quay cho mọi người một cái video rất là gọi là chi tiết ở Chà Bà Rịa này rồi. Thì hôm nay tới đây để mong muốn làm sao gửi cho mọi người cái cảnh sinh hoạt của bà con tiểu thương rất là vui vẻ, cảnh nhộn nhịp của người đi mua sắm và đặc biệt là cảnh của từng đoàn xe, từng đoàn du khách trở về sau những ngày nghỉ ngơi tại thành phố biển Vũng Tàu. Rồi xuống tới đây là hết rồi nha mọi người, xuống tới đây đa phần là rau củ quả rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay những cái địa điểm khác mà đông vui nhộn nhịp cho các bạn xem nhé. Đó mọi người có thấy là có dễ thương chứ. Em tới lần thứ 3, thứ 4 rồi đó. Dạ. Ở đây các bà con đang chuẩn bị đón những cái đoàn du khách về mọi người ạ. Chiều nay thì mình tính là chiều nay mình về, nhưng mà theo mình nghĩ là chiều nay sẽ rất là đông những cái đoàn xe trở về. Tình trạng kẹt xe sẽ có trên quốc lộ 51. Nên theo tính toán của mình là chắc là ngày mai mình mới về. Để ở đây mình gửi cho mọi người những hình ảnh về những ngôi chợ truyền thống đặc trưng của thành phố Vũng Tàu, của thành phố Bà Rịa nha mọi người nhé.
Đó. Các bạn thấy từ xa xa ngoài đường quốc lộ 51 từng đàn xe nối đuôi nhau đi về. Rất là đông luôn. Đó, cái cảnh nhộn nhịp đã bắt đầu trở nên sôi động tại chợ Bà Rịa rồi. Ngon quá chú ạ. Ra chữ, ra chữ không? Con có quay ai đâu mà chữ. À đó, mọi người có thấy là từng đoàn người bắt đầu đổ về chợ Bà Rịa nha mọi người. Mình đứng đây khoảng 30 phút thôi nhưng mà đã có sự thay đổi rõ rệt về số lượng khách hàng tới chợ Bà Rịa này rồi, cực kỳ đông luôn đó. Ai cũng có tới đây cũng mong làm sao cũng về trên tay là những cái thùng hoặc là những cái bịch như thế này các bạn nè. Đây bên đây nữa, đây ai cũng có một cái thùng này mang về làm quà cho gia đình cũng như là để gia đình thưởng thức trong cái tuần tiếp theo đó các bạn thấy không. Đó, về ai cũng mua một ít đồ về làm quà cho gia đình, ai cũng tay sắt nách mang cầm một cái bịch hoặc là một cái thùng theo nha mọi người nhé. Đi về đây, biển số xe rất là nhiều, các tỉnh thành Đồng Tháp có 66 này rồi 51. Đây từng đoàn du khách đã đi tới chợ Bà Rịa để tham quan cũng như là mua sắm tại đây cho mọi người nhé. Rồi đằng xa kia cũng rất là đông nha các bạn. Đây mọi người có thể thấy ở những cái cửa hàng ở đây, những cái cửa hàng về đồ khô. Thông thường những cái gian hàng trước cửa chợ Bà Rịa là buôn bán đồ khô nha các bạn nhé. Đó, rất là đông các du khách tới đây mua sắm, ai cũng có bịch nè. Ai cũng ra trên tay một bịch đồ khô, giống như cá khô, mực khô, rồi khô đủ, rất là nhiều các loại khô ở đây. Và đặc biệt là mực, ai tới đây cũng mong muốn làm sao mang về một ít quà, ít đồ về làm quà cho gia đình. Hoặc để là ngày mai này, ngày mai còn nghỉ một ngày nữa các bạn. Đó thì là cũng là dịp để giống như là một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ trong gia đình, mời anh em tới làm một tí. Mấy ngày đi lái xe không được uống rượu uống bia rồi, bây giờ về nhà có cơ hội để các ông có thể làm một tí chất cồn, tại vì ở nhà mà không có đi đâu nữa đúng không ạ. À? Mọi người thấy không, rất là đông vui và nhộn nhịp. Cái quang cảnh thực sự là mình rất là mong muốn tại những ngôi chợ truyền thống, mong sao bà con tiểu thương tại những ngôi chợ truyền thống và những ngôi chợ đặc trưng như thế này sẽ có những cơ hội, sẽ có những cái dịp để làm thêm, kiếm thêm thu nhập để nuôi sống gia đình. Đó, mọi người thấy không, rất là đông luôn, những cái quầy hàng chen chúc luôn, xếp hàng để mua hàng luôn nha mọi người. Rồi ở đây thì rất nhiều các loại biển số xe ở đây, 51 này, bên kia thì là 62, rồi 66, 51, 52 vân vân và mây mây. Đó, thì đây là đa phần, dạ đa phần là khách du lịch nha các bạn, đa phần là khách du lịch tới đây để tham quan mua sắm ở đây. Từng đoàn xe bắt đầu đổ dồn về chợ Bà Rịa này. Đây là một trong những cái khung cảnh mà thực sự
rất là cuốn hút thân sự về tivi. Ở đây thì du khách tới đây xếp hàng để chờ mua được những cái sản phẩm ưng ý của mình. Rồi ok, vừa rồi thì mình vừa gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh đông vui nhộn nhịp tại chợ Bà Rịa trong ngày trở về nha các bạn. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023, ngày từ trở về từ các khu du lịch, từ các địa điểm vui chơi giải trí. Rồi, chợ Bà Rịa là một trong những địa điểm mà được coi là trung tâm của ngày trở về tại khu vực Đông Nam Bộ này nha mọi người nhé. Ok, thì nếu thấy video hay các bạn vui lòng cho kênh Trở Về TV xin một nút subscribe, nút like, một chia sẻ video nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo trên kênh Trở Về TV.